Sáng ngày 12 tháng 9, xã Thạch Hóa đã tổ chức chương trình ủng hộ hướng về người dân miền Bắc bị ảnh hưởng thiên tai. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, hàng trăm người chết và mất tích, tài sản của nhân dân, cơ sở vật chất, hạ tầng của địa phương bị tàn phá nghiêm trọng. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Hóa đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ một ngày lương, người lao động ủng hộ một ngày thu nhập, các hộ gia đình trên địa bàn xã tối thiểu 100.000 đồng trở lên. Thời gian vận động từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2024. Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất là những tình cảm quý báu, kịp thời góp phần giúp nhân dân và địa phương vùng bị thiệt hại do bão, lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, xã Thạch Hóa cũng đã quyết định không tổ chức vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng như mọi năm để dành kinh phí hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ngay tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, ban quản lý và ban công tác mặt trận các thôn của xã Thạch Hóa đã quyên góp hỗ trợ được trên 26 triệu đồng.